Mày ra giang hồ sớm quá, nên chưa biết tao với hai ca là huynh đệ. Không phải có tiền là có tất cả. Đại ca là phải vì nghĩa huynh thân, chứ không phải là vì tiền huynh nghĩa. Một chân cũng đi ăn xin nữa. Năm ngoái có thằng làm gậy mũi nó giống mày vậy đó, mà không có đền. Mới anh em tao mới đi đám giỗ nó về đó. Người làm công như anh ấy có làm cả đời cũng không bao giờ đủ tiền đâu mà họ. Có bảo chó. Trong 10 phút mà không có 300 triệu thì đừng có trách sao. Tao không để mặt tụi mày nha. Mày chưa đủ tuổi để gặp tao. Mừng chết quá. Sao như vậy chờ chúng được gì? Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu, địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chờ có xem thường người khác. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Ông ơi, cho em xin một đồng lẻ đi ông ơi. Một chân cũng đi ăn xin nữa. Cái này mà cho gì em? Anh mà với nó, anh chết đi cho rồi. Cái lưỡi mũi của tôi gãy rồi, 10.000 đô của tôi với tao. Thầy à, tao mới sửa 10.000 đô luôn á mày. Lần này mắt mày để dưới chân hả mày? Mày không nhìn được. Bà mẹ ơi, tao mới sửa 10.000 đô của tao, giờ chảy máu rồi mày thấy không? Thì tao không biết, tao mới sửa cái mũi nè, bây giờ mày làm cho tao đi. Dạ, ý mày sao? Quân dạ đúng không? Đúng rồi đó thằng kia. Mày làm gãy mũi nó thì mày phải đền cho nó chứ.
năm ngoái có thằng lặn gậy mũi nó giống mày vậy đó, mà không có đền. Mấy anh em tao mới đi đám giỗ nó về đó. Vậy bây giờ anh muốn em bồi thường nhiêu? Cái mũi nó mới gãy, mới sửa lại hết 10.000 đô là 200 triệu đó. Cái gì? 200 triệu? Mắc quá vậy anh? Đúng rồi. Mắc gì vậy anh? Anh ơi, em còn có 2 triệu à. Bây giờ em có 2 triệu à. Cũng được, ngồi đây. Hả? Được luôn hả? Dạ, em cảm ơn anh nha. Tiền cũng đánh rơi nè. Dạ, con đổi hơn không? Con đổi hơn không à? Con đổi hơn không? Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu, địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chớ có xem thường người khác. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chớ có xem. Casino lợi hại ghê chứ. Nên đi đâu cũng phải mang theo. Casino đem. Alo, ừ em hả? Ừ, anh mới về nước nè. À, tối nay anh tiếp khách á, em ghé mua giùm anh một chai rượu nha. Ờ, loại hảo hạng mà anh hay uống á. Ok, cảm ơn em. Bye bye. Xin lỗi cô, thì tôi phải gấp mang chai rượu về cho chủ của tôi. Ủa, chứ ông chủ của anh quan trọng chứ chai rượu của tôi không quan trọng hả? Chai rượu của tôi cũng bị để mà. Chai rượu của cô như thế. Người làm công như anh ấy, có làm cả đời cũng không bao giờ đủ tiền đâu mà hỏi. Em đi mua chai rượu cho anh, em đã mua rồi này. Nhưng mà có người ấy, làm bể chai rượu của mình rồi nhưng mà không chịu đền, cứ đứng ở đây này. Không biết làm sao nữa anh ạ, anh đến ngay đây nhá. Hả? Em bị bể rượu hả? Ok, em đang ở đâu, anh tới liền. Ok, ok, anh tới liền nha. Anh cứ chờ đấy.
Xe anh đâu rồi? Dạ xe của anh đang đi rửa. Thôi gọi cho chiếc taxi đi. Dạ. Ok. Làm gì vậy? Tôi rất cả mình à? Tôi thương xót. Chứ tôi xin vài đồng ăn cơm. Sáng giờ tôi chưa ăn gì hết. Thương cái gì mà thương? Ông làm dơ hết áo tôi rồi này. Đi đi biến đi dùng cái. Đã bực bội rồi. Sao vậy em? Dạ em đang chạy chai rượu cho anh. Vội quá qua phải cô này là để chai rượu cô đó. À, xin lỗi cô, thằng em tôi sơ ý quá làm bể mất chai rượu của cô rồi. Thế theo anh giờ thì phải như thế nào? Có thì chai rượu này bao nhiêu thì cô nói cho cô biết, tôi gom tiền đền cho cô. Anh biết chai rượu của tôi bao nhiêu tiền không mà đòi đền hả? Anh nói nghe dễ lắm nhỉ, làm công như anh thì chắc không đền nổi đâu. Thì thôi cô cứ nói đi, thì có gì tụi tôi sẽ gom tiền đền cho cô vậy. Thôi được rồi, anh nói thế thì tôi cũng nói luôn. Chai rượu của tôi 150 triệu đấy, anh đền đi. Cô à, thật ra thì tôi cũng không giàu có gì lắm, nhưng mà cũng có chút am hiểu về rượu. Chai rượu này bên ngoài thị trường chỉ có giá cao lắm là 15 triệu thôi. Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa, đợi chồng tôi đến rồi giải quyết. À, người anh em. Ai anh em với mày? Dạ. Khi nãy em báo giá thì nói chai rượu này bao nhiêu tiền? 150 triệu chồng ạ. Dạ tao nói sai rồi. Chai rượu này 300 triệu. 300 triệu. Đúng. Chuẩn đấy. Tụi bay đúng là nồi nấu kim đó mà. 300 triệu là tao bớt cho mày đó. Mày có biết tao là ai không hả? Để tao nói cho mày nghe. Tao là giám đốc tập đoàn Hùng Hoa. Tập đoàn Hùng Hoa? Đúng. Ở cái thành phố này, tập đoàn Hùng Hoa ai mà cũng biết hả? Vậy chắc chắn mày phải biết đại ca của tao rồi. Đại ca mày là ai? Là ai? Nói thử xem tao có sợ không hả? Tao nói cho mày biết, đại ca tao là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hùng Hoa. Mới từ bên nước ngoài về, mày chưa đủ tuổi để gặp đâu. Cái gì? Chủ tịch tập đoàn? Nó mới là chủ tịch tập đoàn. Thằng này nó là chủ tịch nước rồi em à. Ok. Chai rượu này 300 triệu đúng không? Tao sẽ kêu người nhà gom tiền đến trả cho mày. Alo. Ừ, em mang đến số 273 Trịnh Quang Nghị. 300 triệu cho anh gấp nha. Nhanh nha. Ok. Mày đợi đi, đúng 10 phút nữa mày sẽ có tiền. Trong 10 phút mà không có 300 triệu thì đừng có trách sao. Tao không để mặt tụi mày nha. Đây 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 ca. Ủa anh Lạc. Cậu quen ta. Dạ anh ta là giám đốc một chi nhánh của tập đoàn mình đó. Giám đốc chi nhánh của một tập đoàn mà lại như vậy? Tập đoàn chúng ta còn nhiều thành phần như thế này sao? Sao? Cậu còn muốn lấy 300 triệu nữa không? Dạ dạ. Em xin lỗi chủ tịch. Dạ thực sự em không biết gì hết à. Chai rượu của tôi á cũng bể rồi. Mà chai này á, nói thật, nó mua có giá 5 triệu thôi. Giờ cậu tính sao? Dạ. Bọn em thật sự không biết. Dạ, chủ tịch, cho em gửi luôn 10 triệu ạ.
lấy tiền mua đồ ăn, mua quần áo mặc, không có được mua rượu nghe chưa? Dạ. Vậy con cảm ơn ông. Dạ. Cảm ơn. Công ty coi. Ngày mai lên công ty dọn hết đồ vậy nha. Ê, chủ tịch tha cho em đi chủ tịch ơi. Em đi chủ tịch ơi. Chủ tịch. Thật sự của em không biết mà. Tha cho em đi chủ tịch ơi. Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu, địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa dòng tình và chờ có xem thường người khác. Phù du mà thôi phải sống nghĩa dòng tình và chờ có xem thường người khác. Alo, chồng nghe nè vợ. Alo chồng ạ. Mẹ nhập viện rồi chồng ạ. Bệnh tình của mẹ càng ngày càng xấu. Mẹ nhập viện rồi hả? Dạ. Thôi, giờ đừng khóc nữa. Bây giờ mẹ sao rồi? Mẹ cũng không biết làm sao nữa. Mà bây giờ bác sĩ nói là nhập viện một phần vì mạch máu ngay, hết tận 30 triệu lận. Chồng xem thế nào, có không chồng? Mấy tháng nay anh làm công trình cũng chưa có lương nữa, chủ thầu thì đang nợ tiền của anh, mà nếu đòi được á thì chắc đủ tiền mổ cho mẹ đó. Mà anh nói người ta xem sao, chứ bây giờ bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng, mà cũng không biết làm sao hết. Chủ thầu này là dân giang hồ, anh đòi á người ta hẹn đi hẹn lại hoài. Hay là chồng nhờ anh hay vào thử xem, biết đâu anh ấy giúp được vợ chồng mình đấy. Chắc là phải nhờ anh ấy rồi. Anh sẽ cố gắng, vậy yên tâm nha. Alo, anh Hai Cao hả? Em Nhân nè. Alo, anh nghe đây. Ừ, anh biết rồi. Sao nói đi. Dạ, em có chuyện cũng nhờ anh. Ok, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. Em đã nói vậy thì anh sẽ giúp em. Rồi, có gì anh sẽ báo em sau nha. Bye bye. Em điều tra coi Giang chủ thầu xây dựng là ai và kiếm số điện thoại của nó cho anh. Dạ, đây ạ. Anh ạ, đây là số điện thoại của Giang chủ thầu xây dựng này. Alo, phải anh Giang thầu xây dựng không? Mình là Hai Cao. À, biết mình rồi hả? À, có vấn đề này thì mình có thằng em, nó tên là Việt. Đúng rồi, nó đang làm công nhân cho công trình của bạn đó. Mà nó nói với mình là nó làm công trình của bạn mấy tháng nay rồi mà bạn chưa gửi lương cho nó. Mà mẹ nó thì đang bệnh nặng và cần tiền mổ gấp đó. Thì nếu bạn này mặt Hai Cao này thì bạn làm ơn thanh toán lương cho nó để nó trị bệnh cho mẹ nó nha. Ok, nếu mà làm được vậy tốt quá. Cảm ơn bạn trước nha. Ok, rồi cảm ơn. Alo, ai vậy? À, anh Long Ca, nghe danh đã lâu.
Ok, không thành vấn đề. Rồi, tôi gặp anh luôn đây. Thầy Cao, mình là con Ca đây. Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp. À, đây là Đạt, em của tôi. Giới thiệu với anh, đây là anh em của tôi, Khách Báo. Thầy Cao, tôi gia nhập giang hồ đã lâu. Đúng ra tôi là bậc đàn anh của cậu. Nhưng quý cậu, dù biết cậu cũng là người trọng tình trọng nghĩa, sau này có chuyện gì cứ gọi cho tôi chưa cố đâu. Anh Long đã nói như vậy rồi thì tôi cảm ơn. Trăm phần trăm chứ hả? Mà hôm nay đâu phải anh kêu tôi qua để uống rượu không đâu hả? Có gì anh cứ nói, tôi nghe. Tôi thích cái sự thẳng thắn của cậu. Giang xây dựng đã điện cho tôi, nói cậu làm phiền nó. Mà cậu biết, nó là em út của tôi mà. Nên tôi muốn cậu đừng làm phiền nó rồi. Anh Long à, anh coi bút. Tôi cũng coi bút. Em út của tôi nó làm việc cho thời gian xây dựng mấy tháng nay mà nó không có trả lương, như vậy là bậy quá bậy. Mình không được lấy mạnh hiếp yếu. Anh kêu nó trả lương cho em út tôi đi, mẹ nó đang cần tiền chữa bệnh đó. Thời gian xây dựng có chuyện gì tôi không lo được đâu. Cậu đừng có tò mò. Khi tôi bước chân vào giang hồ thì cậu vẫn đang tò mò đi kìa. Long Ca, anh nể mặt tôi cũng mới mời tôi đến đây. Và tôi cũng nể mặt anh mà đến đây rồi. Còn chỉ một thời gian cậu sẽ dùng. Có gì cứ nói vậy thôi. Tụi mày không nghe lời tao thì mình chắc tại sao tụi tao lại nữa. Tao thấy mày là đại ca, là mất con mẹ nó chết. Đại ca mà vì mấy chục triệu của người Giang xây dựng mà lấy tiền của nó rồi lại đổi trắng thay đen, như vậy có xứng mặt là đại ca đó. Sao mày biết được chuyện đó? Mày ra giang hồ sớm quá nên chưa biết tao với hai ca là huynh đệ. Đại ca là phải vì nghĩa quên thân chứ không phải là vì tiền quên nghĩa. Đây là tiền của Giang xây dựng đưa cho nó. Anh cầm về đưa cho anh em đi. Mày coi là tư cách đại ca của mày đi. Đại ca giang hồ mà sống như vậy mất chất quá. Sống như vậy chờ chúng thực hiện. Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu, địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chờ có xem thường người khác. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chờ có xem thường người khác. Ừ, tôi mới đi kiểm tra công trình về. Các anh là nhà thầu mà các anh làm ẩu quá. Như vậy là không được đâu nha. Muốn tôi đuổi việc hết tất cả ha. Ok, nhớ kiểm tra lại nha. Không là chết với tôi đó. Làm ăn, sống nhanh. Ủa Hai Cao, phải Hai Cao chung lớp với tôi. Chung phải không? À, xin lỗi nha, do công việc của mình nó hơi
đây chẳng phải là hai cao của chúng ta hay sao? Một thời bảnh bao, đẹp trai, học giỏi, và bây giờ lại là một công nhân lao động cực khổ chân tay như thế này. Bạn mày là ai? Có học chung lớp mình ngày xưa sao? À ha, đây là Hằng, lớp phó của lớp ta ngày xưa đó. Bây giờ Hằng thành đạt lắm. Mà khi có tiền cậu biết rồi, tu kết là nhan sắc, không phát hiện ra được đâu. À mà bây giờ Hằng là một giám đốc của công ty lớn đó, là người yêu của tôi đó. Mà tôi cũng nói cho anh biết luôn, chung ấy, nếu mà không được công nhận của công ty thì bây giờ chắc cũng vụ vơ vụ mất mà được rồi. Còn anh, nếu mà muốn làm thì tôi là việc cũ, tôi xin cho một chân ở công ty tôi. Cái công ty tôi nó không dơ bẩn cái nghề mà anh đang làm đâu. Mình cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mà công việc của mình cũng đang tốt, thành ra chắc là xin không nhận. Những người ấy không biết nắm bắt cơ hội như anh thì em chẳng bao giờ thành công được đâu. Cứ làm mãi cái nghề dơ bẩn thôi. Thôi, tụi mình về đây. Chiều tụi mình có thầu lớp nữa. Chào nha. Dạ xin lỗi đại ca, kẹt xe quá nên đến trễ. À, anh biết giờ này giờ kẹt xe mà. Nhưng mà nhà em đến trễ như vậy lại có những câu chuyện hay. Alo, nghe Nhân ơi. À, học lớp hả, chiều nay hả? Ở đâu, mấy giờ Nhân hả? À, ok. Rồi, ok, mình kêu tài xế chờ đến luôn đây. Ok, cảm ơn nha. Chạy đến nhà hàng Cà Phê 8 nha. Ê, thầy còn phải không? Ủa, cậu là... Tao Lạc nè. Trời, tao nghe nói mấy đứa giàu có mới quên bạn bè. Không lẽ mày nghèo gấp một tay vậy mà cũng quên bạn bè như tao sao? Mà nè, người mày tao bị viêm xoang, người mày hôi thối quá, lấy cái cửa phòng cái giường mặt lớp á, cửa phòng của bên tao nha. Anh lớp trưởng lâu quá không gặp. Nhẹ cao đi học lớp mà anh học dơ bẩn gì hả? Ê, lớp mình toàn những người thành công thành đạt nghe. Mặc cái này vô nó gì đó cười mặt tao chết mày. Mình mặc này gì đâu, ai cần phải đi làm hả? Thôi thôi, con nghĩ bây giờ mày đang đi về đi ha. Thôi giờ tao cho mày số tiền rồi mày ra ngoài mày ăn chơi. Mày ra ngoài mày ăn chỗ khác nha. Thôi lớp trưởng. Ê, ê, nhà cao. Nhanh nhanh nhanh, vô nhanh, mọi người đợi rồi. Nhanh nhanh nhanh, vô nhanh. Anh vô luôn, vô nữa. Vô. Mày muốn ngồi đâu cũng được, nhưng không được ngồi kế tao. Có vẻ tao mày không cùng đẳng cấp. Tôi nghĩ là cái chỗ này không hợp với cậu đâu. Mà tôi nghĩ rằng ấy, cả cái quán này chả có chỗ nào hợp với cậu cả. Ok. Yeah. Nè cậu, ngày xưa đi học, mỗi lần cậu bắt nạt hai cao là một chuyện đỡ cho cậu. Cậu quên rồi sao? Còn cậu kia, lúc cậu không có tiền đóng học phí thì hai cao là người đóng tiền học cho cậu. Bây giờ cậu cũng có tiền sao? Tiền thôi chứ gì? À,
tôi trả đó. Hai Cao, cậu nhìn đi. Nhân, giám đốc công ty Hưng Thịnh. Còn tôi, giám đốc công ty Hồng Hưng. Còn bé Hằng nè, giám đốc công ty Hồng Phát. Còn Rạc, giám đốc công ty Tuấn Khải. Toàn là những người có chức, có địa, có vị, quý sập tộc. Cậu nghĩ phạm với tụi tôi à? Hóa ra công ty của các cậu mà làm cái chức giám đốc đều là các công ty con của tập đoàn Hồng Hưng à? Đúng. Cậu phải tu thêm 8 kiếp nữa mới bước được chân vô tập đoàn của chúng tôi. À mà Nhân à, mấy cái dự án tụi mình đưa cho cậu duyệt, cậu chưa có duyệt đâu nha. Nhân, cậu nói gì cho mọi người nghe đi. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là chủ tịch mới của tập đoàn Hồng Hưng. Cái gì? Cái đấy. Tôi làm hết rồi. Cậu đùa hơi quá rồi nha. Ê Nhân, hôm nay là phải ngày cá tháng tư, ngày nấu láo luôn. Cậu giỡn vui vậy. Nếu mà Hai Cao là chủ tịch tập đoàn, với chắc tôi là chủ tịch nước mất tiêu rồi. Hay. Câu quá hay. Ok, mọi người cho mình 3 phút, mình sẽ giải quyết xong câu chuyện. Alo, tôi đề nghị anh cắt chức 4 công ty, giám đốc 4 công ty, ok. Hồng Minh, Hồng Phát, Tân Thịnh và Tuấn Khải, 4 công ty. Cắt chức liền ngay bây giờ, nếu không thì tôi cắt chức anh luôn rồi, hiểu không? Ông này thì ai? Alo, nghe nè sếp. Là sao sếp? Sếp. Dạ luôn nghe sếp rồi. Sao sếp? Cắt chức gì à? Sếp, em có làm gì đâu à? Sếp ơi! Dạ em nghe nè sếp. Ủa? Em bị sao đuổi việc sếp? Ủa sếp! Sếp! Từ bây giờ chắc các bạn cũng sẽ chẳng có gì nữa đâu. Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu, địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chờ có xem thường người khác. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình và chờ có thương người khác.
số. Anh hai. Gì? Không thấy anh đang bận hả? Em muốn gặp anh để nói cho anh một chuyện nè. Anh tưởng bây giờ em đang đi du lịch với ba má là chứ. Sao? Nói đi. Em ở nhà suốt ngày á, chẳng làm gì. Giờ em muốn được đi làm. Em bị khùng à? Ở nhà sướng muốn chết không chịu làm gì? Nhưng em muốn ra ngoài đi làm cơ. Ở nhà em đâu có làm gì đâu. Em muốn làm gì? Nhà mình có điều kiện mà. Em muốn thì anh mở cho em cái công ty, rồi em làm giám đốc thôi. Thôi, em không thích như vậy đâu. Như vậy người ta sẽ nói này nói nọ. Em muốn ra ngoài tự lập trên bàn tay trắng của em. Ok, nếu vậy thì tốt. Rồi, em tự đi kiếm việc làm đi ha. Đi, em đi nha. Yo, xuống. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em có đọc thông tin là quán mình đang tuyển nhân viên đúng không ạ? Ờ, đúng rồi anh. Dạ, anh xem hồ sơ giúp em được không? Ủa mà, chứ giờ em làm gì ở đâu chưa? Dạ, dạ chưa. Đây là lần đầu tiên em đi xin việc ạ. Chưa làm hả? À, anh cho em làm việc nha. Em làm việc gì cũng được, miễn sao là có công việc là được. À, nếu vậy ngày mai em vô làm cũng được không? Làm được công việc nhẹ nhất, phục vụ lên nhỏ hả? Rồi nếu được thì anh làm chức cho. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ thôi em về luôn ạ. Dạ nha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Mày có biết tối nay nhiêu tiền không?
Mày làm tôi lẽ đã. Dạ, xin lỗi anh. Dạ. Nó xin lỗi là được hả? Dạ, không hay cái túi bao nhiêu tiền để em đền dạ. Mày đền. Đền hả? Dạ. Tiền lương của mày cả năm trời không mua được cái quai nữa chứ gì đền. Vậy ông chủ có nói giá đi để em đền cho bà chủ à? 200 triệu, mày đền nổi không? Ông chủ có nói quá không vậy? Cái túi đâu mắc như vậy đâu. Không lẽ tao nó sợ mày còn cãi cố hả? Được, 200 triệu chứ gì. Ông đợi đi, tôi sẽ điện người nhà đem tiền đến. Được, tao đợi. Tao cũng đợi xem mày có mang được bao nhiêu tiền đến. Alo anh hai hả? Em hôm nay mới làm ngày đầu mà em gặp một xíu chuyện nè anh. Dạ. Sao? Ở đây ai là chủ quán? Là tôi, có chuyện gì? Sao? Mày còn bố láo nữa không? Còn hung hách nữa không? Mày tưởng mày là chủ cái quán cà phê này là mày ngon lắm hả? Mày có tin là tao mua lại cái quán này rồi tao đốt thành tro luôn không? Tao dư điều kiện, em tao dư điều kiện. Bây giờ mày có muốn lấy tiền cái túi thiệt hại mà mày đòi anh tao không? Thôi, em không lấy đâu, coi như của đi thay người. Của đi thay người hả? Giờ mày không lấy, như tao lấy. Cái tội mày hành hung em tao, luật hình sự là bị phạt từ 2 đến 15 năm tù và bồi thường chi phí thiệt hại. Giờ mày tính tao sao? Em có nhiêu tiền không? Coi như em gửi tiền thuốc. Tiền thuốc. Hồi nãy cậu bị đánh đây. Tôi nghĩ cậu nên chuyện gì để qua công ty tôi làm. Kể từ ngày mai tôi sẽ là giám đốc. Làm người phải biết cách sống. Không phải có tiền là có tất cả. Không phải có tiền là có quyền. Muốn hiếp đáp ai cũng được. Hôm nay mày có tiền mày giàu có lắm. Nhưng mà không biết ngày mai mày sẽ như thế nào đâu. Gọi là cách sống đi. Em cảm ơn. Anh muốn mở công ty gì thì cứ nói anh. Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu. Địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình. Và chờ có xem thường người khác. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình. Và chờ có thương người khác. Đừng xem thường ai dẫu có sang giàu. Địa vị đứng trên cao nhưng sẽ đường bao lâu. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình. Và chờ có xem thường người khác. Phù du mà thôi phải sống nghĩa sống tình. Và chưa có xem thương người khác.